Nếu nuốt phải kẹo cao su thì sao? Hello, I'm Wesley Adams. And I just like gum. Wesley, đó chính là kẹo cao su này. Nhưng nhau tiếng Anh là tới mà. Nuốt phải cao su sẽ bị dính vào ruột. Để năm sau mới tiêu hóa hết. Tớ sẽ trở thành người cao su. Không đâu, kẹo cao su được làm từ đường và gôm. Hễ tiêu hóa sẽ tiêu hóa phân đường và phân gôm. Thì không phân hủy được, nhưng sẽ theo đường phân đi ra ngoài. Wesley, còn ai tính Việt sao? Wesley là gì? Có khi nào nuốt kẹo cao su xong